kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết chuyện kể từ đám tang cha ông Đinh La Thăng và bộ mặt những kẻ giả nhân giả nghĩa. Bài viết được đăng trên trang Facebook Lê Kiên. Cha ruột ông Đinh La Thăng, cụ Đinh Văn Nhu, sinh năm 1932, đã từ trần vào lúc 15 giờ 46 phút ngày 26 tháng 1 năm 2018, tức là ngày 10 tháng 12 năm Đinh Dậu, hưởng thọ 87 tuổi. Một người bạn của ông Đinh La Thăng đã có những ghi chép tại tang lễ cụ Nhu, xin đăng nguyên văn cho bạn đọc. Có nhiều người hỏi tôi về đám tang ngày hôm qua của cụ Nhu, bố Đinh La Thăng. Bố anh Đinh La Thăng, tôi không phải là ruột thịt của gia đình cụ để có thể chia sẻ và trả lời cặn kẽ. Tôi là bạn vong niên của anh Thăng, quen và chơi với nhau theo kiểu dọc đường gặp khách hào hoa khi anh Thăng là đại biểu quốc hội quê tôi. Có anh Nam Lê biết rõ chuyện này vì là quan hệ bạn bè nên tôi chưa từng viết một dòng khen chê nào về chính khách Đinh La Thăng trên báo. Có gì cần góp ý hay khuyên anh, tôi nói bên chén rượu cuộc trà. Tôi đến viếng đám tang cụ Nhu, có nhiều người quen ra níu áo tâm sự, có cả những người lạ ra bắt chuyện vì họ nhận ra tôi trên mạng xã hội. Hôm bị cáo Đinh La Thăng ra tòa, tôi có viết một bài nhiều người đọc. Tôi gặp đôi chút rắc rối với bài viết ấy. Cũng không sao, bởi sự nghi kỵ, suy diễn vẫn tồn tại trong não bộ con người. Trong suy nghĩ của tôi, đạo làm người thì công tội phân minh, dám làm dám chịu. Nhưng khi anh Thăng đã xa cơ, tôi nhìn người bạn vong niên của mình ở góc độ thân phận con người. Có cả ngàn vòng hoa đến viếng đám tang, không chỉ dành cho người đã khuất. Tôi giật mình vì có vòng hoa ghi tên Đinh La Thăng. Đọc kỹ thì là của một nhóm người không quen biết. Họ ghi là fan hâm mộ bí thư Đinh La Thăng kính viếng. Một cậu em có chụp lại hình, nhưng tôi không đưa lên Facebook, bởi không muốn gặp sự suy diễn của những não trạng bất bình thường. Tôi thấy cảm động trước tình cảm của nhiều cán bộ từng công tác với anh Thăng. Họ đến hoặc gửi hoa viếng rất đàng hoàng, chính danh. Nhiều nhà báo và cơ quan báo chí, khi anh Thăng làm tốt, họ khen. Khi anh Thăng có khuyết điểm, họ phê bình. Đã đến viếng ông cụ một cách ân tình. Ấy là lẽ thông thường trong cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của con người, chất người, nhân văn, nhân ái. Một người bạn của tôi nói, đến một đám tang trong hoàn cảnh gia đình anh Thăng như hiện tại thì thấy hết được thế thái nhân tình. Đúng vậy, anh Thăng từng là chính khách, nên chiêm nghiệm của tôi đầu tiên là về hai chữ đồng chí. Bố mẹ tôi, bố mẹ vợ tôi, ông bà chúng tôi đều là những người cộng sản mẫu mực. Nên lâu nay tôi vẫn hiểu rằng đồng chí không chỉ là những người cùng chí hướng, súng bên súng đầu sát bên đầu, mà còn là thương nhau, tay nắm lấy bàn tay. Hẳn nhiên ghét nhau thì không đến, coi thường nhau thì không chơi, nhưng qua một đám tang, quan sát kỹ tôi cũng thấy được những bộ mặt giả nhân giả nghĩa và cả những dạng nhân không đáng mặt con người. Tôi biết rõ trong số ấy, khi anh Thăng đương chức thì luôn nịnh bợ xung xoe, tuần trai nào cũng có nước mắt. Nhưng khi anh Thăng vướng vào vòng lao lý thì đã ngay lập tức lên sân khấu diễn trò. Tôi viết mấy dòng này như nén nhang tiễn biệt cụ Nhu, cũng là để trả lời cho những người quan tâm dưới góc độ cá nhân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Cha mất, anh em ông Đinh La Thăng có được về chịu tang. Bài viết được đăng trên trang báo mới. Ngày 26 tháng 1, cha của hai ông Đinh La Thăng và Đinh Mạnh Thắng đã mất. Nhiều bạn đọc thắc mắc, theo quy định của pháp luật hiện hành thì hai ông Đinh La Thăng và Đinh Mạnh Thắng đều đang bị tạm giam, có được về chịu tang cha hay không? Về mặt pháp lý, luật sư Phạm Công Hùng, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cho hay, bộ luật tố tụng hình sự hiện hành không có quy định về việc cho phép bị can, bị cáo đang bị tạm giam được về nhà một thời gian nhất định để giải quyết chuyện gia đình, trong đó có việc đám tang của người thân. Trường hợp bị can, bị cáo đang bị tạm giam được cho về chịu tang người thân cũng chưa từng xảy ra trong thực tiễn. Chỉ trừ trường hợp bị can, bị cáo đang bị tạm giam được cơ quan có thẩm quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn. Cụ thể là ông Đinh La Thăng hoặc ông Đinh Mạnh Thắng được cơ quan có thẩm quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú và chịu sự quản lý của cơ quan chức năng. Theo luật sư Phạm Công Hùng, thẩm quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn hiện nay đối với trường hợp anh em ông Đinh La Thăng thuộc tòa án và phải thỏa mãn điều kiện rất khắt khe theo luật định.
ông Đinh Mạnh Thắng đang bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm về tội danh tham ô tài sản, nên thẩm quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bị cáo này là do hội đồng xét xử ở phiên tòa này quyết định. Còn trường hợp ông Đinh La Thăng vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội cố ý làm trái. Do bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực, cấp phúc thẩm chưa thụ lý nên chưa biết thẩm quyền thuộc về tòa nào giải quyết, tòa sơ thẩm hay phúc thẩm. Tuy nhiên, theo luật sư Phạm Công Hùng, các phân tích trên chỉ dựa vào các quy định tố tụng hình sự hiện hành. Còn thực tế như thế nào thì phụ thuộc vào việc anh em ông Thăng có đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho về chịu tang cha hay không và các cơ quan có thẩm quyền có chấp thuận hay không. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Tòa tuyên án đủ căn cứ buộc tội bị cáo Đinh La Thăng. Bài viết được đăng trên trang Tuổi Trẻ. Theo Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội có căn cứ cho thấy ông Đinh La Thăng chỉ đạo chỉ định thầu cho PVC, từng gọi các tổng giám đốc PVN lên la mắng vì chậm chuyển tiền cho PVC. 8 giờ sáng nay, ngày 22 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên bản án đối với bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 20 đồng phạm trong vụ án tham ô, cố ý làm trái xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Tổng công ty xây lắp dầu khí PVC. Sau khi đánh giá toàn bộ nội dung vụ án, Hội đồng xét xử nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo trong vụ án là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Bị cáo Đinh La Thăng không nhận đã chỉ đạo làm sai. Theo hội đồng xét xử, về cơ bản, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Đinh La Thăng nhận trách nhiệm là người đứng đầu, thừa nhận sai phạm trong việc chỉ định PVC làm tổng thầu mà không qua hội đồng thành viên. Tuy nhiên, ông Đinh La Thăng không thừa nhận trách nhiệm chỉ đạo cấp dưới ký kết hợp đồng 33, không nhận trách nhiệm trong việc để PVC chi và sử dụng tiền tạm ứng sai mục đích. Đối với một số bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, như cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố, theo hội đồng xét xử, căn cứ vào tài liệu điều tra, hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo cũng như quá trình tranh luận tại tòa, có đủ cơ sở để kết luận các bị cáo có hành vi phạm tội. Cụ thể, đối với hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về triển khai, lựa chọn nhà thầu, năm 2010, PVC mất cân đối tài chính nghiêm trọng. Thay vì tìm giải pháp PVN, lại cho PVC gánh thêm các khoản đầu tư tài chính vào các dự án khác, làm mất cân đối dòng tiền đầu tư của đơn vị này. Hội đồng xét xử nhận định, mặc dù biết PVC đang khó khăn về tài chính, chưa có kinh nghiệm làm tổng thầu, nhưng bị cáo Đinh La Thăng vẫn chỉ định PVC làm tổng thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Trong khi chưa có thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ dự thầu, nhưng bị cáo Đinh La Thăng vẫn chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng 33 và 4194. Việc chỉ định thầu này vi phạm nhiều quy định của nhà nước. Đủ cơ sở kết luận ông Đinh La Thăng phạm tội. Hội đồng xét xử cho rằng có đủ cơ sở khẳng định bị cáo Đinh La Thăng phạm tội. Bản án nêu PVN từng phê duyệt phương án liên doanh tổng thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 do PVC đứng đầu và các nhà thầu nước ngoài khác phải có đủ năng lực. Tuy nhiên, bị cáo Đinh La Thăng vẫn chỉ định PVC là tổng thầu duy nhất. Kết quả điều tra cũng xác định khi hồ sơ dự án còn thiếu, nhưng do nôn nóng và sức ép công việc, bị cáo Thăng vẫn chỉ đạo ký hợp đồng 33 không đúng quy định để rút ngắn tiến độ. Việc này phù hợp với lời khai của các bị cáo khác và nhân chứng trong vụ án. Ngoài ra, các bị cáo khác cũng khai về việc tạm ứng tiền cho PVC là thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Đinh La Thăng. Bị cáo Thăng có thừa nhận bút phê tạm ứng 10% giá trị hợp đồng cho PVC. Ông Thăng từng gọi các phó tổng giám đốc PVN là Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Sơn đến phòng làm việc, la mắng về việc chậm tiến độ dự án và yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ. Quyết định chỉ định thầu, chỉ đạo chuyển tiền ngay của ông Thăng là không đúng quy định pháp luật. Hành vi của ông Đinh La Thăng đã vi phạm các quy định quản lý kinh tế, quy định về hướng dẫn thầu. Như vậy, đủ cơ sở để kết luận hành vi của bị cáo Đinh La Thăng là phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hội đồng xét xử cũng ghi nhận quá trình công tác của ông Thăng tại nhiều vị trí khác nhau, có nhiều cống hiến. Bào chữa của luật sư cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh không có căn cứ. Đối với hành vi của bị cáo Trịnh Xuân Thanh, theo hội đồng xét xử, bị cáo Thanh biết PVC không đủ năng lực nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng 33. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh thừa nhận biết năng lực của PVC, thừa nhận hội đồng quản trị đã chủ trương quyết định góp vốn vào các công ty con. Tuy nhiên, bị cáo Thanh không thừa nhận việc sử dụng tiền tạm ứng sai mục đích mà cho rằng trách nhiệm là do ban giám đốc và kế toán. Bị cáo Thanh cho rằng
hành vi của mình chỉ là thiếu trách nhiệm. Hội đồng xét xử thấy rằng, đối với hợp đồng 33, vai trò của bị cáo Thanh là quyết định chỉ đạo. Bị cáo Thanh là người quản lý, luôn tham gia các cuộc họp tuần, tháng. Lời khai của bị cáo Đạt khi nhận làm kế toán trưởng, Đạt đã báo cáo nhanh nên Thanh biết tình hình tài chính của PVC. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định bị cáo Thanh biết PVC chưa đủ năng lực ký kết hợp đồng, nhưng vẫn chỉ đạo. Hành vi của bị cáo phạm tội cố ý làm trái. Điều đó có ý nghĩa, luận cứ của các luật sư cho bị cáo là không có căn cứ, dùng tiền tạm ứng trái quy định. Về việc tạm ứng tiền theo hợp đồng 33, bản án xác định hợp đồng này được ký không đúng quy định pháp luật. Một số hợp đồng khác ký khi chưa được hội đồng thành viên phê duyệt. Căn cứ trên hợp đồng không đúng quy định này, PVN đã chỉ đạo PVC chuyển tiền tạm ứng cho ban quản lý dự án. Sau khi nhận được tiền tạm ứng từ bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận đã sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không được đưa vào thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Số tiền này đã bị ông Thanh, Thuận và một số đồng phạm dùng để trả nợ, đầu tư dự án khác, giống như nội dung cáo trạng đã truy tố và phần luận tội của Viện Kiểm soát tại phiên tòa. Việc sử dụng tiền tạm ứng của các bị cáo là trái quy định của pháp luật. Thiệt hại 119 tỷ đồng là có cơ sở. Về thiệt hại do hành vi của các bị cáo gây ra, tại bản kết luận giám định viên tư pháp kết luận thiệt hại do PVC và ban quản lý dự án tạm ứng cho PVC trái quy định, gây thiệt hại 119 tỷ đồng. Tại tòa, một số luật sư bị cáo cho rằng giám định không đúng, không khách quan. Hội đồng xét xử nhận thấy việc tính toán thiệt hại được xác định dựa trên nhiều căn cứ. Dự án chậm tiến độ 18 tháng, đội vốn hàng triệu đô la, máy móc bị đắp chiếu, hết thời hạn bảo hành mà dự án chưa hoàn thành. Việc dùng tiền không đúng mục đích trong thời gian dài còn gây ra những thiệt hại không thể tính được trong quá trình điều tra vụ án. Cách tính thiệt hại như bản giám định là đã có lợi cho các bị cáo, bản án nêu. Theo hội đồng xét xử, việc các luật sư cho rằng hành vi của các bị cáo không gây hậu quả, không gây thiệt hại là không có căn cứ. Nếu như các doanh nghiệp địa phương đều tùy tiện sử dụng tiền sai mục đích như PVC thì sẽ gây rối loạn, hậu quả khó lường. Viện Kiểm sát cáo buộc thiệt hại tổng cộng 132 tỷ đồng. Trước đó, theo cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, vụ án xảy ra từ năm 2011, gây thất thoát cho PVN và PVC là 132 tỷ đồng. Trong bối cảnh năm 2011, cần phải xây dựng công trình trọng điểm nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 với nguồn vốn đầu tư lớn. Các bị cáo Đinh La Thăng, Phùng Đình Thực, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên là lãnh đạo PVN, đã chỉ định cho PVC, một đơn vị thành viên của PVN làm tổng thầu, dù PVC chưa đủ năng lực tài chính, chưa đủ kinh nghiệm để làm tổng thầu một công trình lớn. Các bị cáo còn tiếp tục chỉ đạo PV Power, một đơn vị thành viên của PVN, đồng thời đang là chủ đầu tư của các dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Đồng thời đang là chủ đầu tư của dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 thời điểm đó. Ký hợp đồng 33 với nhà thầu PVC, rồi tiếp tục chỉ đạo ứng tiền để PVC thực hiện hợp đồng. Sau khi nhận tiền hợp đồng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm tại PVC đã rút tiền, sử dụng sai mục đích 1.115 tỷ đồng, gây thiệt hại cho PVN 119 tỷ đồng. Theo Viện Kiểm sát, các bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh đã chỉ đạo lập quỹ ban điều hành nhà máy nhiệt điện Vũng Áng Quảng Trạch rồi chia nhau tiêu xài cá nhân. Trong đó, Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc sử dụng chung với các bị cáo khác 1,5 tỷ và bỏ túi 4 tỷ. Hành vi tham ô tài sản của các bị cáo này đã gây thiệt hại cho PVC tổng cộng 13 tỷ đồng. Trong 10 ngày diễn ra phiên tòa, Viện Kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên các mức án từ 14 đến 15 năm cho ông Đinh La Thăng về tội cố ý làm trái quy định và mức án chung thân cho ông Trịnh Xuân Thanh về hai tội cố ý làm trái và tham ô tài sản. Các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ án treo đến 26 năm tù. Nhiều bị cáo xin được hưởng mức án nhẹ. Quá trình xét hỏi và tranh luận cho thấy nhóm các bị cáo thuộc nhóm tội cố ý làm trái, nguyên là lãnh đạo của PVN, đều thừa nhận trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm ở PVN. Tuy nhiên, các bị cáo đều cho rằng mình làm đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của tập đoàn. Chỉ một số bị cáo là cấp dưới của các lãnh đạo PVN thì thừa nhận hành vi sai phạm và xin được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đồng thời, các luật sư bào chữa cho nhóm bị cáo bị xét xử vì tội cố ý làm trái, đề nghị làm rõ trách nhiệm hình sự của lãnh đạo PV Power. Vì đây mới là chủ thể ký hợp đồng 33 không đúng quy định của pháp luật.
Vì việc này mà đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trong phần luận tội và đối đáp đã cho rằng các bị cáo không thành khẩn khai báo, không thừa nhận hành vi của mình là sai. Điều này ngược lại hoàn toàn với thái độ ăn năn hối cải của các bị cáo cấp dưới. Trong phần nói lời sau cùng trước phiên tòa, các bị cáo đều xin hội đồng xét xử nhìn nhận và đánh giá vụ án một cách công tâm, khách quan. Đồng thời, xin cho mức án nhẹ nhất của khung hình phạt để các bị cáo có cơ hội sửa sai và trở về nhà.